Ở tập trước, dưới sự hướng dẫn của người mẫu Tuyết Lan và công ty quản lý và đào tạo người mẫu Vivian Model, các thí sinh đã được trang bị những kiến thức cần thiết cho những buổi tuyển chọn người mẫu. Các bạn chỉ nên lựa chọn những tấm hình mà các bạn ưng ý nhất để treo trên bìa, bởi vì đó sẽ là một cách gây ấn tượng đối với các nhà thiết kế. Chúng ta chỉ còn 5 phút nữa thôi, các bạn hãy nhanh tay lên. You have three different castings to go to. Thông qua phương tiện là những chiếc xe Vespa, họ phải tự tìm đường để gặp các nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, Valenciani, Kelly Bùi để casting cho show diễn như những người mẫu chuyên nghiệp trong tù. Lê Thành Tôn thì đi đường nào hả chú? Vâng. Khi mà em đến tham dự những buổi casting, tôi không có muốn quay ngược lại cái quyển để nhìn như này. Chị thấy rất sót khi em cứ giẫm lên váy của chị. Đã dán trong buổi chụp hình với những nghệ sĩ nổi tiếng tại tòa soạn của tạp chí Her World Việt Nam đã giúp cho các thí sinh có những trải nghiệm đa quý trong sự nghiệp người mẫu của mình. Buổi chụp hình thử thách trên cần cẩu cao hơn 15m là một thử thách thực sự khó khăn, đòi hỏi sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn để vượt qua. Tay trái ôm cổ áo. Khoan, cho người xuống. Phương Anh đã không vượt qua sự sợ hãi và những áp lực của mình nên đã phải rời khỏi cuộc thi. Những thử thách nào vẫn đang tiếp tục chờ đợi 4 thí sinh còn lại khi cuộc hành trình sắp tới hồi kết? Ai sẽ phải nói lời chia tay và ai sẽ là những gương mặt xuất sắc nhất tranh tài trong đêm chung kết để giành lấy ngôi vị quán quân? Tôi rất vui mừng thông báo cho các bạn một tin vui. Các bạn là những người mẫu xuất sắc nhất được tuyển chọn trong buổi casting của ba nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, Valenciani, Kelly Bùi và tạp chí Her World trong tuần vừa qua. Phần thưởng cho các bạn là một chuyến đi đến Singapore để trình diễn trong chương trình Video Fashion Show và chụp hình cho tạp chí Her World. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Nhờ sự giúp đỡ của Her World và công ty quản lý Vivian Model, chúng tôi có một chuyến đi sang Singapore để trải nghiệm thực tế những cái điều chúng tôi đã được học tại Việt Nam. Đây là đầu tiên mà tôi ra nước ngoài, tôi rất là phấn khích và rất là mong muốn được đặt chân ngay đến Singapore. Chúng tôi được đưa ra sân bay và tôi háo hức, vui sướng, mong chờ khi mình sang nước ngoài sẽ như thế nào. Lần này chúng tôi đi hãng hàng không rất là mới, đó là Tiger Airways. Tôi rất bất ngờ khi bước chân vào trong chiếc máy bay, bên trong rất là rộng rãi, không gian rất là thoáng. Đây là lần đầu tiên mà em đi nước ngoài, thế nên cảm giác rất là hồi hộp ạ. Tại vì chưa biết là đến một đất nước khác thì sẽ như thế nào, con người và thành phố họ sẽ ra sao. Các chị tiếp viên rất là xinh và rất là dễ thương, ăn nói tiếng Anh rất là lưu loát, em rất là thích các chị. Thank you very much for traveling with Tiger Airways. Khi mà tôi ngồi ở trên máy bay, tôi đã bị bất ngờ rất là nhiều vì khung cảnh của Singapore từ trên cao nhìn xuống như một khu rừng nhiệt đới, và quanh đó là biển, có những chiếc tàu chở hàng. Nên là tôi đã có những bức ảnh rất là đẹp, tôi rất là thích. Khi mà vừa mới đặt chân xuống Singapore thì cái nguồn không khí và cái không gian nó làm cho tôi cảm thấy rất là thoải mái. Khi mà tôi bước vào để xếp hành lý ra thì ở đây rất là đông người và hầu hết là chúng tôi phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Sau 2 giờ bay hiện tại em rất là phấn khích vì bây giờ mình đã được đặt chân trên Singapore. Cảm xúc của em bây giờ thì em cảm thấy rất là hào hứng, phấn khích, vui sướng. Singapore là một nước em rất muốn được đặt chân đến, mà hôm nay vào chương trình Việt Nam Next Top Model thì em đã được đặt chân đến cái đất nước mà em đã mơ ước phải được đến đây để đi du lịch tham quan và tìm hiểu. Trên xe buýt tôi đã được ngắm rất là nhiều quang cảnh của Singapore, bị ấn tượng bởi những cái nhà chung cư không có những dãy nhà riêng san sát nhau như ở Việt Nam. Đường phố ở đây thì rất là đẹp, rất là nhiều cây xanh và đi trên đường thì rất là ít xe máy, chủ yếu là ô tô. Chúng tôi được di chuyển về một khách sạn rất là lớn, đó là Resort World Sentosa, với bao nhiêu cảnh thiên nhiên nằm giữa một hòn đảo rất là xinh đẹp.
chúng tôi cảm thấy choáng ngợp khi mà nhìn vào khách sạn, bởi vì đây là một khách sạn 5 sao và chúng tôi mơ cũng không thể thấy được khách sạn như vậy. Hello. Welcome. On behalf of the management of Resorts Sentosa, we wish you a warm welcome and I hope you will have a pleasant and wonderful stay in Resorts Sentosa in the top integrated resort in this region. We have all the facilities for you to stay here. We have 5-star beautiful hotels, Universal Studio, Maritime Life Park, and a host of restaurants for you to enjoy. Once again, a warm welcome. Okay, thank you. Vào trong khách sạn thì chúng tôi được nhân viên khách sạn đón tiếp rất là vui vẻ và đưa chúng tôi lên nhận phòng. Khi mà bước chân vào phòng thì em thấy đây là một căn phòng khá là nhỏ bé, nhưng mà khi mà đi sâu vào thấy không gian càng mở rộng ra, em nhìn thấy là có tới đến 2 giường ngủ, 2 phòng tắm đấy, nhìn như kiểu là một cái ngôi nhà chung nhà nhỏ của chúng em ở Singapore, rất là vui. Đẹp quá à. Tôi rất là vui sướng mà nhảy ngay lên cái giường, cảm nhận sự đẹp đẹp của căn phòng mà tôi sẽ ở trong những ngày tôi tới đất nước Singapore. Trong căn phòng mà chúng tôi ở thì có một phòng mà chúng tôi rất là ấn tượng, là phòng tắm rất rộng và đặc biệt là có cả tivi nữa, có bồn tắm, vừa có thể tắm và vừa có thể xem tivi, rất là thoải mái. Nếu mà tôi không vào chương trình này thì chắc rất là lâu tôi phấn đấu thì tôi mới được đến một resort World Sentosa đẹp như thế. Tôi rất là cảm ơn tạp chí Her World và BV Model đã tạo điều kiện và quan tâm đến chúng tôi như thế. Chào mừng các bạn đến với đất nước Singapore xinh đẹp. Như chúng tôi đã nói, tiêu chí của cuộc thi Người mẫu Việt Nam, Vietnam's Next Top Model năm 2011 không chỉ tìm kiếm những người mẫu xuất sắc cho sàn diễn thời trang của Việt Nam, mà chúng tôi còn muốn gửi các bạn ra sàn diễn thời trang của quốc tế. Đó là lý do tại sao chúng tôi đưa các bạn tới đây. Chúng tôi đã truyền hết kỹ năng của mình cho các bạn, và việc các bạn nắm bắt được tới đâu và tận dụng nó như thế nào, bây giờ là lúc các bạn thể hiện được điều đó. Chúc các bạn thành công. Trên đường đến buổi casting thì chúng tôi được giới thiệu là nơi chúng tôi casting đó là đại lộ Âu Trạc, một đại lộ thời trang rất là nổi tiếng. Sau đó thì chúng tôi biết là hãng thời trang mà chúng tôi casting đó là Black Naked. Đây là một hãng thời trang đến từ Singapore. Tôi không nghĩ rằng là BU Model lại giúp đỡ chúng tôi để có một buổi casting tại một địa điểm rất là đẹp và rất là thời trang. Buổi casting này khá là ấn tượng. Chúng tôi được gặp một nhà thiết kế nước ngoài và được casting cùng những người mẫu nước ngoài. Hey Sarah, come in. Just a portfolio, please. Can you do your walk, please? I'll just put this to the side. Okay, all right, you're done. Thank you. Chào mate. Nice to see you. Thank you. I like this shirt. Yeah, I like it too. Okay, yeah, you need to do a walk. You need to have a very strong, confident, but still more energy. Just try it one more time. Just be careful of your head. I know it's very straight, but you need to have some movement. It looks a bit weird, like it wobbling around like this. Ban đầu thì em bị chỉnh về cái đầu em lắc hơi bị nhiều. Nhưng mà về sau thì khi mà được thử lại lần thứ hai tốt hơn rất là nhiều. Sau khi casting kết quả xong thì chúng tôi đã bước vào cái phần fitting đồ. Much better. Okay, thank you very much. Khi mà em được nghe lời nhận xét của designer thì họ khá là thích em. Okay, can change. Lina. Là Lan ấy tui. Tôi rất là sợ khi phải bước vào cái buổi casting của mình. I wouldn't want this kind of look, but I think you have potential, especially in the first. Yeah. Yeah. Let's see how you walk. Yeah. We want attitude, edgy. So give us your fierce look. I think you need a bit more faster, and don't kick up your feet as much. Can you try one more time?
Trong buổi casting của tôi, nhà thiết kế đòi hỏi tôi đi lại vì tôi không hiểu tiếng Anh nên là không biết họ muốn tôi đi như thế nào. Sau khi vừa được thử đồ xong thì em thấy em tự tin thì em bị em đi tốt cái phần khi em mặc bộ trang phục của nhà thiết kế. Trey Chang. It's nice. Alright. Let's see your walk. But I think this might work. Em thấy em cũng không quen với người ở đây cho nên là em cũng không biết cảm nhận của họ như thế nào. Và khi mà em mặc đồ xong thì em cảm giác như họ có một chút gì đó hài lòng. Okay, thank you very much. Yeah, one, two, three. Tôi thì cũng hơi lo lắng một chút thôi vì vốn tiếng Anh của tôi cũng chưa được tốt. My name is Thuy, nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Thank you, let's see what you got. Very nice, very good. Okay, so we need to see your walk. Thank you very much. Thank you. Now you can change. Yeah. Đây cũng là một trải nghiệm khá là thú vị. Tôi rất là cảm ơn công ty quản lý Busy Model đã tạo điều kiện cho chúng tôi có một buổi casting để chúng tôi có thể rút kinh nghiệm, khẳng định hơn được cái bản thân của mình. I really enjoyed today and it was good to see all of you guys here. I mean, my one word of advice is just, even for the top runner in here, just practice. Sáng hôm nay chúng tôi phải thức dậy lúc 4:30 và chuẩn bị cho việc make up. Chúng tôi làm với ekip đến từ nước ngoài, họ làm rất là chính xác về thời gian và giờ giấc. Điều đấy là tôi rất là thích. Tôi để ý cái cách make up của họ thì rất là mỏng và đánh nền thì rất là nhẹ nhàng. Tuy như vậy nhưng mà vẫn tôi lên được những cái nét, những cái điểm họ cần nhấn trên khuôn mặt. Tôi đã được đưa đến khách sạn House Rock và ở đó thì đã có chưa chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ từ stylist cho đến photographer và đang đợi tôi ở đó. Chào mừng các bạn. Buổi chụp hình ngày hôm nay do tạp chí Her World tổ chức tại khách sạn House Rock World Resort Singapore. Tôi xin giới thiệu chị Thùy Linh đến từ tạp chí Her World sẽ giới thiệu cho chúng ta về nội dung của buổi chụp hình ngày hôm nay. Chào các bạn. Chúng ta sẽ có cơ hội được làm việc với anh Darren, photographer. Hello. And Errol, stylist. Hello. Concept chụp hình chúng ta ngày hôm nay sẽ là A View to Kill. Các bạn phải diễn tả làm sao để thể hiện được một cô nàng Bond girl quyến rũ, hấp dẫn và chỉ cần một cái nhìn thôi có thể kill người đối diện. Đầu tiên chúng ta sẽ chụp hình tại bãi biển và sau đó chúng ta sẽ chụp tại Sky Bar. Mong các bạn sẽ thực hiện tốt buổi chụp hình ngày hôm nay. Bối cảnh hôm nay chúng tôi được chụp hình đó là bể bơi, có một bãi cát nhân tạo rất là đẹp. Chúng tôi có cảm giác kiểu là chúng tôi đang ở chụp hình ở ngoài biển. Girl, you gotta walk forward. So 1, 2, 3 walk. It's sexy, okay? Về concept chụp hình ngày hôm nay thì tôi phải thể hiện là một cô gái rất là quyến rũ. Ban đầu thì tôi cũng khá là lo lắng, chỉ sợ khi mà tôi làm lên nó lại bị over quá. Go slowly, yeah. You ready? 1, 2, 3. Good. Very good. Tôi đã được làm việc với một ekip nước ngoài, làm việc với những người chuyên nghiệp và tôi rất là vui. Tôi cảm thấy mình như được chuyên nghiệp hơn. So I think she's pretty, she's very sexy, she knows what she's doing. She's got a lot of potential. When you walk here. Camera is there. Khi mà tôi bước vào cái concept đầu tiên thì tôi phải uyển chuyển và feel theo cảnh xung quanh để tôi diễn cùng với bạn diễn của mình. 2, 3. Very nice. Is this shoulder? Sexy, very good. Okay, one more time, go back. Okay, ready? Okay, good. Eyes up. Very nice. Anh stylist mặc thử cho tôi một áo bơi, kính bơi và cái chân vịt. Tôi thấy khá là thú vị với cái trang phục như thế. Okay, ready? Yep, keep moving. Good. Trong lúc diễn,
tôi cũng gặp khá nhiều vấn đề về ngôn ngữ, nhưng mà stylist và photographer họ đã diễn tả cử chỉ để cho tôi hiểu, để tôi có thể làm tốt được cái phần thi của mình. Move the face, great. Remember to play with your skirt, yes? Throw the skirt, yeah. Can hold him. Hold. Very good. Can do this with your hands. Tui is a very pretty girl, but I don't know if she can understand direction. It's a pity, really. Lúc được biết mà chúng tôi được chụp hình với người mẫu nam thì tôi rất là hồi hộp. Your face has to be sexy. Your eyes cannot look like it's dead, okay? Even though there's sunlight, like look at me, it's painful, but I can still pose. So sexy, and then move your hands. Okay, go back. Yes, keep changing. I think she's shy. Yeah. Đây là lần đầu tiên tôi được chụp hình với là một người màu nam nước ngoài, nên là tôi mất đi cái tự tin của mình trong cái buổi chụp hình ngày hôm đấy. She's a little shy, but essentially she overcame it. I thought she would be the last, but really she's quite good. Yeah. Okay, got it. Đến với concept chụp hình lần thứ hai, chúng tôi sẽ phải ngồi trên một chiếc ghế chụp bản thân, và điều khó khăn của chúng tôi đã là phải biểu hiện của ánh mắt rất là nhiều. Actually, you open up. Yeah. Họ đã khen tôi rất nhiều, và đặc biệt là họ rất là thích cái ánh mắt tôi nhìn. Very nice. Wow, this is good. Thay đổi địa điểm chụp hình headshot thì vẫn là cái chủ đề là sexy, và ánh mắt của tôi mới ban đầu vào thì đã bị nhận xét là rất là yếu. Oh yes, okay. Like that, and then the face. Yes, good. You can also look at the light. Your eyes look here. Yes, okay, nice. Cái phần chụp hình với ghế tôi khá là tốt, và tôi nghĩ tôi làm tốt nhất trong cái concept chụp hình trước. Sexy. Good, yes. Good. Very nice, very nice. Sau khi xong cái shot hình này thì chúng tôi lại tiếp tục thay đổi trang phục và chỉnh trang lại đầu tóc, make up. Với concept thứ 3, tôi lại đứng trong một không gian khá là huyền bí. Your face sexy. Ngoài việc đứng trên một đôi guốc cao và một chiếc phục rất là cao thì tôi sẽ diễn được chiếc váy của mình bay lên cho thật là đẹp. Wow, you did a good job. Oh, very nice. Very natural in front of the camera. She understands her body. She understands her face. Khi bước vào cái concept, tôi đứng lên cái quầy bar cũng rất là sợ độ cao. Pull your face up. You can start close up now. So it's only here. So don't move too much. Khi mà đến chụp hình nửa người, mắt tôi vẫn chưa nói lên được cái độ sexy mà họ yêu cầu. Khi mà bước lên cái quầy bar đấy thì tôi cảm thấy mình rất là cao và là một người phụ nữ rất là kiêu hãnh, quý phái. Are you up, hand up? Yes, very nice, hand up. 2, 3. Yeah, okay, eyes look there. Good, okay, the face turned to me. Good. Well, this time round, I can tell that she's tried her best compared to this morning. She did a good job. For your eyes, right, I want you to tell a story. Đôi mắt của em còn rất là buồn. Đây là cái khuyết điểm mê lớn của em. Like that. Yes, keep moving. Very good. She did improve a lot since the morning, and also with regard to her face though, when it comes to close-up. Buổi chụp hình ngày hôm nay đã diễn ra rất là thuận lợi. Tuy rằng các bạn gặp khó khăn về mặt rào cản ngôn ngữ, nhưng mà chỉ là lúc đầu tiên thôi. Sau đó các bạn đã nhanh chóng tìm được cái nhịp và cái tư thế của mình. Các bạn đã diễn tốt hơn và chúng tôi đã có những shot hình rất ưng ý. Chào các bạn vừa hoàn thành xong phần chụp ảnh với các stylist và photographer từ Hover Singapore. Ở trong phần này với tôi thì các bạn mới chỉ làm được cái điều cơ bản của một người mẫu. Để là một top model thì các bạn còn phải sáng tạo nhiều hơn nữa trong phần thể hiện của mình. Sau đây chị Thùy Linh sẽ thay mặt Hover có một vài nhận xét để các bạn trong buổi chụp hình ngày hôm nay. Tôi nhận thấy các bạn đã cố gắng hết sức của mình và các bạn đã làm rất là tốt. Tôi hy vọng là đây là một trải nghiệm
sẽ giúp ích cho các bạn sau này trên cái con đường trở thành người mẫu chuyên nghiệp của mình. Nhất là sau này sẽ có nhiều cơ hội đến với các bạn làm việc với môi trường quốc tế, không chỉ là Singapore mà còn là nhiều quốc gia khác. Và thay mặt cho Her World, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến photographer Aaron và Spanish Arrow, và cũng như là các nhà thiết kế Gusto và Aqua Gusto đã giúp cho các bạn phần trang phục ngày hôm nay. Sáng hôm nay chúng tôi lại tiếp tục dậy sớm và tập chương trình cho fashion show vào buổi tối do BU Model tổ chức tại Singapore. 2, 4, 6, 8, 10. Có khoảng 15 người, thì 4 chúng tôi là người Việt Nam, còn còn lại thì toàn bộ người mẫu đến từ nước ngoài, từ khắp nơi trên thế giới. Let's go. I'll let you hear the music. It's very easy. You just have to just feel it. Walk to the front. 2-3 seconds. And you move back. That's it. Chúng tôi lại tiếp tục được làm việc với một cái ekip nước ngoài, từ đạo diễn cho đến model đều là người nước ngoài. Tôi quan sát những bạn đến từ nước ngoài, họ tập dượt ra sao, về chuyên môn của họ, về việc catwalk thì họ làm rất là tốt. Slow, pacey, slow, yes, go, slow, yeah, slow. Đạo diễn đã nói cần phải mạnh mẽ nhưng mà đi rất là chậm. Nhưng mà lúc đó tôi lại nghe nhạc và tôi đi rất là nhanh thì đã bị đạo diễn nhắc nhở. Slow, very slow. Trong buổi tổng duyệt tập dượt chương trình thì chúng tôi đã phải học tuyến đi cho 4 màn, đi lại như thế nào, dáng đi làm sao, phong cách biểu diễn ra sao. Control your pace, okay, and go. All right. Đến màn của Black Market, đó là một thương hiệu đến từ Singapore, thì tôi đã phải có một tuyến đi khá là phức tạp hơn. Nó đi theo hình chữ Z và chúng tôi đã phải nhớ được những điểm tạo dáng ở một chỗ khác chứ không phải là đầu cầu sân khấu. Hold, yeah, go, yeah. Hold, hold, huh? Hold, yeah, go. Sau đấy thì chúng tôi đã được nghỉ ngơi một chút và bước vào công việc trang điểm và làm tóc. Tối hôm nay em có một show diễn tại đất nước Singapore cùng các người mẫu quốc tế tại đây. Thì em rất là mong chờ đến cái đêm diễn này như là đánh dấu một bước ngoặt để cho em đi tiếp mà sâu hơn cái nghề thời trang mà em đang đi ạ. Vừa mới bước vào phòng make up thì em thấy ở bên ngoài rất là sôi nổi và rất là đông fan hâm mộ, không những ở Việt Nam mà còn ở Singapore và các nước khác nữa. Rất là vui và rất là hạnh phúc vì điều đó. Em rất là phấn khích khi mà chuẩn bị được bước ra ngoài sàn diễn chơi, vì em biết rằng là ngoài kia có rất là nhiều người đang đón chờ chúng em chuẩn bị đến với show diễn lần này. Sau khi thử đồ xong thì tôi có tập lại một chút để cho mình tự tin hơn và không có quên bài. Lúc đầu thì tôi sợ rằng là ở Singapore thì liệu người ta có đến xem mình diễn hay không, vì chúng tôi là những người đến từ Việt Nam mà có thể là họ ở Singapore họ chả biết chúng tôi là ai cả. Nhưng mà nào ngờ đến trước giờ diễn mọi người đến chật kín để xem chúng tôi biểu diễn, là tôi rất là vui vì sự cổ vũ của họ. Models with a number 1, number 1, number 2. Ladies and gentlemen, tonight BU Models is presenting a fashion show featuring the 4 finalists from Vietnam's Next Top Model and fashion designers Kelly Bui, DMC and Balenciaga, plus our very own Black Market from Singapore. Sit back, relax, and enjoy the show. Tôi là người đi đầu tiên và lúc đấy khi bước ra thì tôi không còn chú ý đến mọi người xung quanh, không còn chú ý đến ánh đèn, không còn chú ý đến bất kỳ một cái gì. Tôi chỉ biết diễn và đi. Won't you help me through the tear garden? Won't you help me through it all, darling?
các đội đã chuẩn bị tinh thần rất là nhiều và tôi muốn diễn ngay, nhưng mà tôi lại là người đứng thứ 8 thì tôi chờ các bạn diễn. Lúc đó tôi đứng và tôi rất là run. Thoughts of you, my hand clenched wide, I write it down. Khi mà đến lượt tôi chuẩn bị ra rồi mà tim tôi cứ đập thình thịch, tôi rất là hồi hộp và không biết là diễn tả cái cảm xúc đó như thế nào, nhưng mà tôi lạnh cả người. Không khí ở bên trong rất là náo nhiệt, rất là lộn xộn. Người nào mà diễn xong thì ngay lập tức chạy vào để thay đồ, chuẩn bị xếp hàng để đến màn tiếp theo. Một cái thương hiệu Black Market ở Singapore thì chúng tôi phải đi gấp khúc. Phần tập trước đấy của tôi sai và quên, nhưng mà sau khi diễn ở ngoài sân khấu thì tôi không có sai đường đi và làm cũng khá là tốt. Yêu cầu của Black Market là năng động, chạy chung, thế nên phải đi rất là nhanh. Và tôi rất là thích cái việc tôi quay lưng lại tạo dáng khá là nhanh. Không biết là nhiếp ảnh họ có chụp được khoảnh khắc đó của tôi hay không. Chúng ta tôi đã chạy nhanh về phòng thay đồ và nhờ sự trợ giúp của các nhà thiết kế cũng như là trợ lý của nhà thiết kế giúp chúng tôi thay đồ cho kịp cái phần diễn tiếp theo của mình. Bộ trang phục của tôi chỉ có một cái điều khó khăn, đấy là hai cái tà, nếu mà mình đi không khéo thì sẽ bị dẫm lên và sẽ bị ngã. Cái lê bùi thì yêu cầu đến đi của chúng tôi đơn giản thôi, nhưng mà bộ trang phục mà chúng tôi mặc sẽ rất là khó khăn, thế nên chỉ cần biểu cảm được cái vẻ mạnh mẽ mà chị đưa ra. Tôi gặp khó khăn ở nhà thiết kế Cái Lê Bùi. Lúc tôi vừa bước ra sân khấu thì bộ váy của tôi bị đứt chỉ và rơi ra. Mà tôi đã xử lý rất là nhanh, là tôi xài những cái bước rất là mạnh và đá mạnh ở phần trên váy để không bị vấp vào váy và ngã trên sân khấu.
chúng tôi được sự quan tâm của công ty quản lý MBU hợp tác với là ekip nước ngoài cho chúng tôi một cái show diễn rất là ấn tượng, và chúng tôi đã được diễn cùng những cái người mẫu tại Singapore. Chúng tôi có một đêm diễn rất là thành công với rất là nhiều fan hâm mộ từ nước ngoài. Ladies and gentlemen, my name is Jason Bowman. I'm the director of BU Model Management in Vietnam. BU Models is the management agency that brings all the top models from Vietnam's Next Top Model, and we train them and we export them out to the rest of the world. Thank you very much for coming this evening. Sau khi trình diễn xong bộ trang phục của nhà thiết kế Kerry Bùi thì mỗi người chúng tôi chạy vào trong cánh gà la lên. Cảm thấy rất là tự hào vì chúng ta là những người mẫu Việt Nam, chúng ta ra sàn diễn quốc tế và chúng ta diễn đẹp hơn những người mẫu quốc tế. Đó là điều làm chúng tôi tự hào. Và chúng ta càng ngày càng tự tin rằng chúng ta có những người mẫu thật là sáng giá cho sàn diễn Việt Nam tương lai. Yeah, but I think it's a pretty good show. A lot. I think the Vietnamese model actually did a very good job. I thought it was very successful. The models are very beautiful, all four of them. Yeah, it's been very competitive. They're all tall and very beautiful. And the dresses were fabulous. Sau khi xem cái fashion show này thì em cảm thấy rất là tự hào khi mà được chứng kiến bốn thí sinh của mình trình diễn trên sàn thời gian so với cả các cái người mẫu quốc tế thì không thua kém một chút nào cả. Kết thúc ngày làm việc mệt mỏi và bận rộn thì chúng tôi lại được đến với một buổi đi chơi rất là thú vị tại Universal Studio. Sau đấy thì chúng tôi lạc vào một nơi đó là giống như kim tự tháp, không gian rất là có chút gì đó huyền bí. Chúng tôi đã được cái kíp và tạp chí Hollywood cho chúng tôi một chuyến tham quan vòng quanh Singapore rất là đẹp, rất là thích. Sau đêm diễn hoành tráng, sáng ngày hôm sau chúng tôi lại thu dọn hành lý để quay trở về Việt Nam. Đến với đất nước Singapore thì chúng tôi đã học hỏi rất là nhiều về kinh nghiệm của một người mẫu chuyên nghiệp và cách làm việc. Chúng tôi sẽ áp dụng những cái điều chúng tôi học hỏi để làm việc tại đất nước Việt Nam của mình. Xuống sân bay thì chúng tôi được xe limousine đón về Sài Gòn Pơ. Ôm lấy còn mình tôi thì vào sau, tôi đứng sững lại rất là lâu tìm xem là bố mẹ mình đang ở đâu.
lâu lắm rồi mà tôi mới được gặp ba mẹ. Đã vậy rồi con tôi còn được gặp ba mẹ tôi ở trong ngôi nhà chung nữa, thì điều đó rất là hạnh phúc đối với tôi. Lúc mà tôi được gặp mẹ tôi thì hai mẹ con cùng ôm chầm nhau và khóc. Hai mẹ con tôi đã xa nhau một năm trời và bây giờ mới gặp lại thì cảm xúc rất là khó tả lúc ấy. Cái niềm vui sướng của tôi rất là tột cùng. Tôi đã dắt ba má và hai em của tôi đi thăm phòng của tôi và nhà bếp, nhà tắm. Ba má tôi rất là hài lòng về ngôi nhà chung này. Cũng rất là xúc động, nhưng mà bây giờ niềm vui là nhiều hơn là xúc động. Bé Trang trưởng thành hơn, bé sống trong khu nhà chung rất là hòa đồng ở nhà, rất là tự hào về bé. Vui sướng gặp con, những cuộc sống ngoài em rất là cũng sướng. Chương trình rất là quan tâm tạo mọi điều kiện cho con. Thì tiếp con ở phòng này với ba chị, bốn người, ba người nữa. Sau rồi mọi người về, con lại chuyển sang phòng với thầy hai. Cái hôm đầu tiên ấy thì em đưa em ấy đi thi, thực ra thì không nói với ai cả, cũng bí mật đi thi thôi, thì cũng hơi khó khăn về tài chính này, rồi là một số vấn đề để đi lại ấy. Mình không nghĩ rằng là em lại có thể bước sâu được vào cái chương trình này như vậy. Tôi thấy môi trường ấy là vất vả lắm. Sao phòng này luôn, cảm thấy hay cực. Tôi thấy là ở ngôi nhà chung cháu đã trưởng thành rất nhiều ở nhà. Thật là mi là chị cứ hả, nhưng mà hơi dựa vào mẹ một chút thì các công việc đi cũng không được làm thường xuyên, nhưng mà vào đến đây đã thấy mi là biết chăm sóc cho nơi ở của mình. Lúc nãy là tôi được vào quan thấy phòng của mi rất là gọn gàng. Phòng con giường ngủ bên kia không, bây giờ bị đỏ như hàng ấy rồi ở rồi rồi chân hình này ai. Khi mà gặp lại chị em rất là vui, vì trong 2 tháng qua em lúc nào cũng chờ đợi đến ngày chủ nhật để xem chương trình. Mỗi khi mà thấy chị xuất hiện trên TV là rất là nhớ chị, và em tới đây là rất là cảm động. Được vào thăm con ở ngôi nhà chung này là tôi rất phấn khởi, tôi thấy lớn lên nhiều. Tặng chị Thảo một lọ, chị Ngọc một lọ, em Linh một lọ, em một lọ. Ở cái phố nhỏ nhà tôi là rất là nghèo, khi nghe thùy thì được vào rất sâu, có những vòng thùy cũng là rất xuất sắc. Tôi cảm thấy rất là tự hào về những đứa con của mình. Hôm qua là khoảng 6 giờ mấy cô mới sắp xếp mới xuống sân bay đi, lần đầu tiên đi xa và đi mình máy bay đầu tiên. Cảm ơn sự quan tâm của chương trình tạo mọi điều kiện cho gia đình cũng là được vào thăm con. Sau một lúc ngồi tâm sự với mẹ tôi thì tôi cùng mẹ cũng như là mẹ của các thí sinh khác vào bếp để chuẩn bị bữa ăn tối cho cả đại gia đình. Tối hôm nay chúng tôi quây quần ăn uống bên nhau rất là vui vẻ, kể chuyện rất là nhiều. Tôi rất là vui và cái cảm giác lúc đấy là như tôi đang sống cùng gia đình tôi. Đợi đến giờ sắp ra về thì em út của tôi cứ chạy lang sang, út muốn ngủ với chị hai. Và lúc đó thì tôi cảm thấy rất là thương em. Sao? Cô ở lại với chị hai nha. Cố gắng nha, gái thì con nhé. Cố lên. Cuộc sống của các cháu ở khu nhà chung này cái gì cũng đều tốt, sạch sẽ, trang trang, ăn uống quá đảm bảo. Các bậc phụ huynh thì chúng tôi thì hoan nghênh và rất là cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho các cháu. Bắt tay đi. Tôi biết là sẽ được gặp ba má khi mà tôi trở về nhà, nhưng mà không biết tại sao lúc đó tôi đã khóc lên và tôi không biết diễn tả lúc đó như thế nào. Bác mẹ đi cẩn thận nha. Đây là cuộc thi
thì sớm muộn gì tôi cũng quay trở lại với gia đình của mình, nên tôi đã cười rất là tươi và chào đón mẹ để cho mẹ yên tâm. Ngày hôm nay tôi được gặp mẹ thì cảm giác của tôi rất là hạnh phúc. Tôi nghĩ đây là một kỷ niệm rất khó quên với tôi cũng như là các thí sinh khác. Chào mừng các bạn đến với phần đánh giá của cuộc thi Người mẫu Việt Nam, Vietnam Next Top Model năm 2011. Như thường lệ, tôi sẽ giới thiệu về giải thưởng của chương trình. Người chiến thắng sẽ nhận được một hợp đồng người mẫu độc quyền với công ty quản lý và đào tạo người mẫu BU Model trong vòng 2 năm trị giá 1 tỷ đồng. Hơn thế nữa, người chiến thắng sẽ nhận được một khóa đào tạo ngắn hạn tại Kinh đô Thời trang Hoa lệ Paris do mỹ phẩm Bourjois Paris tài trợ. Quán quân sẽ nhận được một thẻ White Diamond Membership từ trung tâm California Fitness and Yoga Center trong vòng 2 năm tại tất cả hệ thống của California trên toàn thế giới trị giá 300 triệu đồng. Ngoài ra, quán quân sẽ được xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Her World, một tạp chí thời trang hàng đầu Đông Nam Á, và nhận được một giải thưởng tiền mặt từ Her World trị giá 200 triệu đồng. Hơn thế nữa, người chiến thắng sẽ nhận được một bộ sản phẩm từ Samsung, đó là một TV 3D thông minh Smart TV, một máy tính bảng Galaxy Tab 10.1, một máy ảnh MV800 với góc xoay 180 độ và còn rất nhiều những giải thưởng hấp dẫn khác đang chờ các bạn. Đứng trước mặt tôi đây bây giờ không phải là 4 thí sinh của cuộc thi Người mẫu Việt Nam, Vietnam Next Top Model năm 2011 nữa, mà các bạn đã trở thành những người mẫu chuyên nghiệp thật sự. Trước khi đến với phần đánh giá, tôi xin giới thiệu thành phần ban giám khảo. Đầu tiên, xin giới thiệu giám đốc thời trang, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, giám đốc sáng tạo, stylist chuyên gia trang điểm Nam Trung, giám đốc hình ảnh, nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam, chị Thùy Linh, trưởng ban biên tập tạp chí Her World Việt Nam, và ông Jason Bowman, giám đốc điều hành công ty quản lý và đào tạo người mẫu BU Model. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần đánh giá từ ban giám khảo. Đầu tiên, tôi mời bước lên phía trước người mẫu Thùy Trang. Chào bạn. Ngày hôm nay tôi có thể tự hào gọi bạn rằng đồng nghiệp, vì tôi nghĩ rằng ngày hôm nay bạn đã có đủ độ chính của một người mẫu chuyên nghiệp, đủ nghị lực, đủ bản lĩnh để các bạn bắt đầu sải bước trên con đường riêng của mình. Và bây giờ mời bạn xem lại hình ảnh của mình. Tôi muốn chia sẻ với Trang là từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã nói rất nhiều về cái tính chuyên nghiệp. Trang có chuyên nghiệp, chúng ta đều nhận ra điều đấy ở Trang. Nhưng tôi có một cái điều là tôi muốn bạn sáng tạo hơn nữa khi chụp ảnh. Tại vì cái tính sáng tạo trong cái thể hiện cá tính của một người mẫu là cái điều rất là quan trọng. Tuần trước tôi đã nói với Trang rằng là tôi đã cảm thấy rất hài lòng với Trang vì những gì Trang đã làm, những gì Trang đã thể hiện. Và đến tuần này thì thực sự là những gì Trang làm khiến tôi cũng vẫn cảm thấy rất hài lòng. Có thể nói rằng ba bức hình của Trang tệ, tôi khá thích. Nhưng mà có lẽ đối với tôi thì nó cũng không có cái gì đặc biệt quá. Nó không mang lại cái sự thu hút đặc biệt cho tôi. Socially, behavior wise, which is important for international modeling, I think Trang did excellent in Singapore. She's very playful and fun and outgoing with respect to others and always taking care of her fellow contestants. And Jang was talking and having conversation with the foreign models, which is good rather than being stuck in your own group. That's all I want to say. Cảm ơn Jang. Mời người mẫu Lê Thị Thúy. Và bây giờ mời Thúy xem lại ảnh của mình. Cái tấm hình ở hồ bơi, cái sự giao tiếp với bạn diễn, cái cách em để tay lên vai cũng giống như cái cách em cầm cái bộ dụng cụ bơi ở dưới tay dưới, em đã biết chuyển cái trọng tâm về cái hông bên kia và nó làm cho toàn bộ cái cơ thể của em khá là mềm mại. Cái biểu cảm của em, tôi rất thích cái ánh mắt này. Bạn là người chụp thứ tư thì lúc đầu tiên lúc mà bạn bước ra đó, photographer và stylist có nói với tôi là thấy cô người mẫu có vẻ rụt rè với nhút nhát, chưa tự tin để diễn như là hướng dẫn của họ. Có lẽ là cái vấn đề của bạn là về mặt ngôn ngữ, nhưng rồi sau đó thì chúng tôi nhận thấy là qua nhiều shot hình tiếp theo bạn diễn tốt hơn. Tôi thấy nỗ lực của em hoàn toàn thay đổi. Em là một cô gái rất là khác. Tôi thấy được sự khao khát mãnh liệt của em đối với nghề, và em đã biết cách khắc phục nỗi sợ hãi của mình trong những phần thử thách. Cảm ơn Thúy. Và bây giờ xin mời người mẫu Trà My. Trà My ngày hôm nay đầm thắm hơn, chín chắn hơn và chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Và điều đó là điều là chúng tôi cảm thấy rất tự hào. Trong quá trình em tham gia casting với nhà thiết kế người Singapore, trong quá trình em giao tiếp
Chúng tôi tự hào về em vì em là một người mẫu Việt Nam mà có khả năng, có sự tự tin và có phong cách rất là chuyên nghiệp. Và bây giờ mời Trà My xem lại hình ảnh của mình. Tôi thích Trà My ở tấm hình hồ bơi nhất. Tôi thích ánh mắt của em bởi vì đây là một ánh mắt tôi nhìn thấy cái sự xoáy sâu vào bên trong. Nhưng điều mà làm cho tôi vui hơn nữa là tôi đã thấy toàn bộ cái phần cơ trên lông mày giống như mắt của em, nó đã hoàn toàn thả lỏng, rất là tự nhiên. Trong cái phần biểu diễn catwalk của Trà My, những cái bước đi của em đã rất là tốt, đã rất là thay đổi và tôi rất là thích cái cách mà em thể hiện trong những cái bộ trang phục của tôi. Thì lúc đầu tôi nhận thấy là ngôn ngữ cơ thể của em á, nó vẫn có một chút trẻ con, nhưng đến khi mà bắt đầu chụp cận cảnh rồi đứng trên sàn của quầy bar để diễn thì tôi và cả photographer và stylist chúng tôi nhìn rất kỹ vào trong cái màn hình và cảm thấy được em bắt đầu diễn tả được cái sự quyến rũ ấy. Cái sự quyến rũ của em nó rất là hay, chút xíu gì đó nó vừa thơ ngây mà vẫn là một cái quyến rũ của một người phụ nữ thì tôi rất là thích. I see you had a good time in Singapore. As you know, modeling involves professional but also social ability to go out and talk with other models, agents. In fact, during the party on the last evening, you were exchanging email addresses with them. That's great. I was very happy. Điều cuối cùng, chị muốn nói với Trà My rằng khi chị nhìn thấy giọt nước mắt của Trà My, của Thùy Trang và niềm kiêu hãnh của Thúy, của Hoàng Thị Thùy, bọn chị vô cùng hãnh diện. Mọi người có nhớ rằng khi bước ra thì chúng ta nhận được rất nhiều tràng vỗ tay của khán giả dành cho mình. Và điều đó chị muốn mọi người ghi nhớ lấy. Sau này khi có ai nhắc tới, có ai hỏi tới thì hãy nhớ lấy những cái khoảnh khắc đó. Mình là người mẫu Việt Nam đã thành công trên sàn diễn thời trang quốc tế ít nhất là một lần. Cảm ơn Trà My. Và bây giờ tôi mời người mẫu Hoàng Thùy. Bây giờ mời Hoàng Thùy xem lại hình ảnh của mình. Trong mỗi một concept, bạn sẽ đem lại một cái vẻ đẹp khác nhau. Có thể nó đến bởi vì do cái cá tính mạnh mẽ của bạn. Ngay như trong cái tấm hình đầu tiên, đôi môi, mắt cũng giống như cái cách chuyển động của hai cái vai, bạn làm tôi rất là hài lòng. Tỷ lệ khuôn mặt của bạn cân đối và đẹp khi mà chụp những cái tấm hình cận cảnh. Điều tôi muốn góp ý với bạn đó là tay của bạn nó vẫn còn rất cứng. Khi mà thể hiện cái động tác gọi là tung váy thì tôi có cảm giác bạn đang nắm váy chứ không phải là bạn đang tung váy nữa. Local modeling inside say Vietnam can be a hobby, weekends or evenings. But international modeling is a business, not a hobby. And I see with your photos that instead of 30 or 40 photos to get a good shot like this, maybe it's only 10. You're saving time, which means you're putting business first, which is excellent to see. Cảm ơn Hoàng Thị Thùy. Chúng ta vừa trải qua phần đánh giá từ ban giám khảo. Cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau 5 phút nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu với thí sinh đầu tiên là bạn Thùy Trang. Cho tới bây giờ, Thùy Trang đã là một người mẫu có đủ tố chất để trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Và phần thử thách của bạn trên sàn diễn catwalk, bạn là người đi đẹp nhất. Tuy nhiên, gương mặt của bạn vẫn không biểu cảm được đến mức mà đến một cái độ sáng mà chúng ta mong muốn. Và cái biểu cảm của bạn trong shot ảnh này vẫn thiếu một chút cảm xúc của trong đó. When we asking her acting more patient and changing the posing or something on her face, it's difficult for her. She got to a point where she's stuck. Yep. She can't move anymore. Oh, yep. Okay. She's at the limit. Lê Thị Thúy, cái phương diện mà tạp chí thì làm cái gương mặt của Thúy sẽ rất là ăn ảnh và sẽ tạo được cái sự khác lạ và nổi bật. Đó là cái điều cần thiết cho cái người mẫu ảnh. Bạn Trà My, thật ra trong cái chuyến đi Singapore để trải nghiệm thực tế lần này thì Trà My là một gương mặt mà tôi cảm thấy thích nhất. Là tại vì phong cách giao tiếp, ứng xử, cái tác phong chuyên nghiệp khi đi dự casting hoặc là để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh, cái tác phong làm việc nó là một phần rất là quan trọng. Người mẫu Hoàng Thùy, với một cái xuất phát điểm như của Thùy, một cô gái ở trong cái hoàn cảnh nó cần phải mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân mình, thì cái quá trình trong vòng 2 tháng của chúng ta để đòi hỏi Thùy phải bỏ cái gai góc đi để có thêm cái sự mềm mại vào, có lẽ là nó quá ngắn. Với một cách nào đó thì tôi nghĩ rằng là cái sự gai góc mạnh mẽ của Thùy nó cũng rất là lạ, cũng rất là hay. Nó là một cái rất là khác biệt trong một cái thị trường. Bông hồng nào mà chẳng có gai đi thôi. Đây là chúng ta đã lướt qua hết 14 thí sinh top 4 của cuộc thi người mẫu Việt Nam.
Mặc dù đây là một quyết định rất là khó, nhưng vì đây là cuộc thi và chúng ta bắt buộc phải tôn trọng những cái quy luật của nó. Thế là bây giờ chúng ta thống nhất với nhau, đưa ra kết quả cuối cùng nhé. Chào mừng 4 cô gái xinh đẹp nhất của cuộc thi Người Mẫu Việt Nam, Việt Nam Next Top Model quay trở lại với phần đánh giá từ ban giám khảo. Chúng tôi có một tin vui cho các bạn, đó là tất cả những tấm ảnh của các bạn được chụp tại Singapore sẽ được đăng trên tạp chí Her World Việt Nam vào số tháng 1 năm 2012. Và đó là phần thưởng cho tất cả các bạn với phần trải nghiệm vừa rồi. Và chúng tôi cũng có một phần thưởng đặc biệt nữa dành cho người chiến thắng với phần thử thách trên sàn diễn catwalk. Một chiếc laptop Samsung Series 9 sẽ được tặng cho người đi catwalk đẹp nhất. Tôi chúc mừng bạn Thùy Trang. Trước khi công bố kết quả, tôi muốn gửi gắm các bạn một thông điệp rằng chúng ta phải tôn trọng tất cả những gì chúng ta đã có, đang có và sắp có. Với thời điểm này, các bạn là những người chiến thắng. Các bạn đã hơn nhiều người khác, vì ít nhất bây giờ các bạn đã có đủ bản lĩnh, đủ tự tin và đủ kỹ năng để các bạn bước ra ngoài để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, không thua kém bất cứ một người mẫu nào trên sàn diễn catwalk hết. Như tôi đã nói, chúng ta chỉ có một quán quân, nhưng quan trọng là chúng ta đã học được những gì từ chương trình. Trên tay tôi là những bức hình đại diện cho những người xuất sắc nhất sẽ tiếp tục đồng hành với cuộc thi Người Mẫu Việt Nam, Việt Nam Next Top Model năm 2011. Người tôi gọi tên đầu tiên là người có tác phong làm việc chuyên nghiệp nhất và cũng có bức ảnh đẹp nhất trong tuần thử thách tại đất nước xinh đẹp Singapore. Chúc mừng bạn Trà My. Chúc mừng Trà My. Ba cô gái này, tôi đặt tình yêu của mình vào rất nhiều. Tôi biết Thùy đã rất cố gắng. Em vượt qua mặc cảm của mình, em bất chấp sức khỏe của mình, em vượt qua hoàn cảnh sống khó khăn để em hòa mình với cuộc thi này. Cho đến giờ phút này, tôi chỉ biết cảm ơn Thùy vì sự hết mình tận tâm với lại cuộc thi này. Trân trọng cảm ơn em. Với Thùy Trang, ấn tượng của Thùy Trang trong mắt tôi cho những tập đầu tiên là một cô bé khá nhạt, nhưng cho tới bây giờ ánh mắt của em làm tôi rất thích. Tôi nhớ câu nói của em nói với tôi rằng em không hiểu tại sao khi em thấy chị thì em muốn khóc, vì tôi biết tình cảm của Trang dành cho tôi rất nhiều và tình cảm của tôi dành cho các em cũng thế. Thúy, tôi biết xuất phát điểm của Thúy khó khăn hơn những người khác, nên cá tính của em dần dần trở nên chai lì và đôi khi em chỉ biết bảo vệ mình. Chúng tôi đã phải vượt qua rất nhiều dư luận vì chúng tôi biết em là một cô người mẫu sẽ rất sáng giá. Tất cả mọi người ai cũng đều có tố chất và có cơ hội như nhau. Và bây giờ một trong ba bạn phải chia tay với chương trình. Thí sinh tôi gọi tên thứ hai, Lê Thị Thúy. Hãy cố gắng học hỏi thật nhiều. Chúc mừng em. Trên tay tôi chỉ còn một tấm hình. Người tôi gọi tên sẽ tiếp tục đồng hành với cuộc thi Người Mẫu Việt Nam, Việt Nam Next Top Model năm 2011. Và người tôi không gọi tên sẽ phải trở về thu dọn đồ đạc và rời khỏi cuộc thi. Trước khi công bố người cuối cùng, tôi muốn các bạn chia sẻ cảm xúc của mình. Ngày đầu tiên em được nói chuyện với ban giám khảo thì em biết đây là một nơi để em có thể thể hiện được bản thân của mình. Vào trong này thì em nhận được rất là nhiều sự quan tâm và chia sẻ của anh chị đối với em. Khi mà vào đến vòng này và bây giờ em lại đứng ở vị trí như thế này thì em vẫn tự tin. Bởi vì khi mà em đứng ở vị trí mà top 4 như thế này thì điều đó là điều rất là vinh dự cho em rồi. Và em không biết nói gì hơn là lời cảm ơn đến toàn bộ ban giám khảo và toàn bộ ekip. Rất cảm ơn Trang vì những câu chia sẻ của em. Và bây giờ tôi xin chúc mừng bạn. Hoàng Thị Thùy. Cảm ơn Trang đã tham gia chương trình. Chị nghĩ em đã đủ chín chắn để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp.
Giây phút cuối cùng em ở nhà chung và em thực sự rất là buồn, nhưng mà em vẫn rất tự hào bởi vì em đã được vào top 4 rồi. Điều em nhớ nhất ở ngôi nhà chung là em được quan tâm và chăm sóc của toàn bộ các anh chị trong ekip. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Điều đáng nhớ nhất là có lúc mà tụi em có chia sẻ những cái niềm vui như là tổ chức sinh nhật, hay là tụi em ngồi quay quần bên nhau để chia sẻ những tâm trạng. Em nghĩ khi mà bước vào chương trình thì em mới có được những khoảnh khắc như vậy. Trà My, Lê Thúy, Hoàng Thùy đã xứng đáng trở thành ba thí sinh xuất sắc nhất. Và họ sẽ tiếp tục tranh tài trong đêm chung kết để giành lấy ngôi vị quán quân của cuộc thi Người mẫu Việt Nam, Vietnam's Next Top Model 2011. Chào các bạn, tôi là Thiền Linh, đại diện của tạp chí Her World. Tôi xin chúc mừng ba người xuất sắc nhất của cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011. Để chuẩn bị cho đêm chung kết, chúng ta sẽ có một buổi chụp hình người của Her World lần này tại Thái Lan. Để chuẩn bị cho đêm chung kết, họ đã sang đất nước Thái Lan để chụp hình trang bìa cho tạp chí Her World Việt Nam. Ai sẽ là quán quân duy nhất của Vietnam's Next Top Model 2011? Và ai sẽ xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Her World Việt Nam để nhận được những giải thưởng giá trị nhất của cuộc thi? Chỉ một người duy nhất giành chiến thắng. Hãy đón xem đêm chung kết với sự tham dự của siêu mẫu lừng danh thế giới Tyra Banks, người sáng lập ra phiên bản Next Top Model nổi tiếng toàn cầu. Đêm chung kết được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 8 tháng 1 năm 2012 trên kênh VTV3.